hai cả nhà. Hôm trước thì Phương có quay clip skincare vào buổi sáng, thì rất là nhiều bạn hỏi là buổi tối Phương sẽ dưỡng da như thế nào. Thì ngày hôm nay Phương sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là Phương sẽ tẩy trang mắt môi bằng tẩy trang riêng biệt, vì khi mà tẩy trang riêng biệt ấy thì nó sẽ sạch hơn, đen thui thủ lùi luôn em mọi người. Sau đó Phương sẽ tẩy trang toàn mặt bằng tẩy trang nước Bioderma dành cho da nhạy cảm. Dùng tẩy trang này thì Phương thấy rất là lành tính và không có vấn đề kích ứng gì cả. Chứ Phương cứ dùng tẩy trang khác là bị kích ứng ấy nên hơi sợ. Tẩy mặt thì mọi người nhớ tẩy thật kỹ nha, Phương phải dùng tận 4 cái bông đó. Tiếp theo là bước rửa mặt, Phương thích nhất là bước này vì cảm giác là da mặt được massage sau một ngày dài đi làm và make up quá đậm. Máy rửa mặt thì Phương dùng của Burberry, còn sữa rửa mặt thì Phương dùng của Kiehl nhé cả nhà nhé. Từ khi Phương dùng máy rửa mặt thì da mặt của Phương sạch mụn ẩn dã man luôn và mụn đầu đen cũng giảm hẳn. Bước tiếp theo là dùng toner nha. Toner thì Phương luôn trung thành với toner của Kiehl nhiều năm nay rồi. Sau đó đến bước serum. Serum thì Phương dùng serum Cherry của Úc nha cả nhà. Em này thì vừa cấp ẩm mà còn làm cho làn da trở nên mướt và mượt hơn nữa nhé. Trong lúc đợi serum khô thì Phương sẽ dưỡng môi. Bước tiếp theo đương nhiên là kem dưỡng rồi. Kem dưỡng thì Phương sử dụng kem dưỡng của SVR, một dòng cực kỳ lành tính, giúp cho da giảm mụn ẩn, ngăn ngừa mụn và se khít lỗ chân lông. Ổn áp lắm nha mọi người. Bước tiếp theo là kem mắt. Kem mắt thì Phương sử dụng kem mắt của Nhật, dòng này cực kỳ nổi tiếng của Nhật nha, nhưng mà em này Phương chỉ dùng vào buổi tối thôi. Bước cuối cùng đây rồi, chính là mặt nạ ngủ. Em này dùng siêu siêu thích cả nhà ạ, nhưng mà Phương sẽ chỉ dùng vào phần da khô, bởi vì da của Phương là da hỗn hợp thiên dầu, nên là cái vùng nào bị khô thì Phương sẽ dùng đắp mặt nạ này đi ngủ. Từ khi dùng em này thì cảm giác da mịn hơn rất là nhiều luôn á. Ok, và tôi đi ngủ đây. Tạm biệt mọi người nha.